Thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy Bentax SPO140M. Thì chiếc máy này cũng khá là nhỏ gọn và chụp rất là đẹp nha. Đầu tiên là mình muốn mở, mình hướng dẫn mọi người mở nắp pin. Trên cái sợi dây nó có cái này nè, cái núm này bằng gạt xuống đây ha, bạn gạt nhẹ xuống rồi đẩy đó, rồi sau đó mình bỏ viên pin vô và đẩy nắp lại đó. Rồi thì mình muốn mở nắp ra thì mở đây nha, mở nắp ra bên trong nè. Mình giới thiệu với các bạn luôn là cái panorama là cái này. Mình muốn chụp panorama mình gạt cái này xuống nha. Mình gạt cái này xuống nó sụp hai cái lá này nè, nó sụp hai cái lá này á là tạo ra panorama, là tấm hình nó sẽ dài lên như thế này ha. Còn mình gạt lên thì nó hình là nó khuôn nguyên cái khuôn hình chữ nhật khổ 43 như thế này ha nè. Đó. Rồi sau khi mình đậy lên thì như thế này. Rồi ok, thì sau khi mình gắn pin xong như thế này nha, thì mình sẽ mở nguồn ở đây là nút on off nè. Đó, mình mở nguồn thì ống kính nó sẽ ra như thế này nha. Rồi như thế này thì đầu tiên khi mình mở nguồn lên thì nó sẽ chụp ở chế độ là auto như thế này nè. Auto tức là khi mà ra trời sáng thì nếu mà đủ ánh sáng thì nó không có mở đèn LED, mà vô bóng tối nó sẽ tự động mở đèn LED, nó là auto. Còn mình muốn mở đèn LED thì mình ấn nút này thì nó hiện cái này lên là luôn luôn mở đèn LED. Bây giờ mình bấm thử nè. Đó, lúc nào cũng có đèn LED hết nha. Mình ấn cái này đó là auto. Mình ấn cái này là luôn luôn mở LED. Ấn cái này là tắt đèn LED nha. Là chụp mà không có đèn LED nè. Đó, mình ấn cái này nó là trở lại bình thường. Nó có ba chức năng như thế. Rồi mình ấn thêm cái nút này nữa, ví dụ như có mở đèn LED mà có hình cái con mắt giống như con mắt này, gọi là chế độ chống mắt đỏ. Chế độ chống mắt đỏ thì mình bấm nó sẽ ra như này ha, nó chớp một cái rồi nó mới chụp, nó chớp một cái rồi nó mới chụp nữa. Đó là chế độ chống mắt đỏ. Rồi đấm lên chế độ bình thường. Rồi. Đó là hai cái phím bấm này. Rồi mình bấm cái này nó sẽ ra chế độ là chụp hẹn giờ nha, chụp hẹn giờ là 10 giây sau nó sẽ chụp. Bây giờ mình chuyển qua chế độ tắt đèn LED, mình chụp cho bạn thử xem nè. Đó, nó đang khi nó có mắt đỏ là nó đang chuẩn bị chụp đó, là 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Rồi nó chuẩn bị chụp đây. Rồi máy chụp rồi đó nha. Rồi mình ấn cái này nữa thì nó tắt cái chế độ hẹn giờ, mình ấn này tắt là mở chế độ hẹn giờ, mình ấn ra cái hình này nữa là có cái remote. Cái remote đó là cái máy này theo nhà sản xuất thì nó có cái remote đi theo. Nhưng mà cái máy này là cũ rồi thì không có cái remote. Còn nếu bạn nào mà có may mắn mình mua được cái remote đó, thì mình muốn chụp remote đó, thì mình chụp bấm ngay cái này. Có cái remote thì bấm nhẹ thì mình để như này ha. Cái remote mình để từ đây mình bấm ngay con mắt nhận sóng của nó là nó sẽ chụp. Nó sẽ chụp theo cái độ remote. Rồi mình ấn nữa là chế độ bình thường lại. Thì mình rồi cái phím bên đây. Phím bên đây mình ấn này nó sẽ ra cái hình là hình hai quả núi này, hình cái quả núi này nè. Hình giống như cái quả núi á. Thì cái hình giống như quả núi này là chụp phong cảnh, chụp nhanh phong cảnh. Nó sẽ áp dụng khi trường hợp mà chúng ta, ví dụ như chúng ta đang đi ô tô hoặc đi trên xe gắn máy, mình đi du lịch, mình thấy một cái phong cảnh đẹp mà mình muốn chụp á, thì mình gài sẵn chế độ là chụp phong cảnh này nè. Sau đó mình bấm thì nó sẽ lấy nét rất là nhanh và nó chụp về phong cảnh nha. Nó hiểu mình đang chụp phong cảnh. Đó. Mình đánh cái nữa nó sẽ trở về bình thường. Rồi, thì các nút phím bấm này chỉ có 4 phím bấm như vậy thôi, nó cũng đơn giản lắm. Rồi đây là mình zoom xa gần ha. Đó. Đó là zoom xa gần. Còn chữ date này là ngày tháng, mình ấn vô mình sẽ chỉnh ngày tháng ha. Ví dụ mình muốn chỉnh nó là giờ hiện đang là số 12 nè. Nó kêu mình xây qua xây lại nè, mình xây lên đây là 13, xây lên 14, xây lên 15 nè ha. Còn không thì nó bấm qua đây là xem đang là tháng 9 á. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 nè. Nó về tháng 1 đó. Rồi mình ấn cái nữa nó sẽ ra cái ngày. Ngày là ngày 5 nè, ngày 6, ngày 7, ngày 8 nè. Đó là như vậy. Rồi sau khi ok thì mình bấm đến tới giờ. Ngày giờ xong thì bấm nó chế độ là nó hiện luôn, tức là lúc nào cũng có hiện ngày tháng. Rồi mình ấn thế này thì nó là không hiện ngày tháng nha. Tức mình cứ bấm liên tục cái phím này nó sẽ ra những cái ký tự như thế thì mình sẽ biết được chỉnh như thế nào. Rồi ở chỗ đây là chỉnh cận. Chỉnh cận tức là khi mà con mắt mình nhìn vào trong đây, cái view ngắm này mình nhìn vô đây mà thấy không có rõ thì mình sẽ chỉnh lên chỉnh xuống. Chỉnh chút xíu thì sẽ rõ nha. Ngoài ra cái máy này còn một phím bấm như này nữa, là gọi là cái phím như này là chụp ấy, là mà tua phim về, là khi mình chụp á, mình chụp mà mình muốn tua phim về thì mình ấn phím này nữa nó sẽ tua phim về. Rồi cơ bản thì mình muốn tắt mình bấm đây.
Cơ bản thì mình vừa hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này, nó cũng đơn giản thôi, nó cũng chỉ mấy cái nút cơ bản vậy. Thì máy này là một trong những máy chụp rất là đẹp và gọn gàng, có thể đi du lịch khắp nơi ha, nó nhỏ gọn lắm. Và dòng Pentax SVO mà có này thì chụp rất là đẹp, và đặc biệt cái roi màu này ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem, xin chào mọi người.